Hi, xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với lớp học thú cưng nhé. Hôm nay sẽ lại một lần nữa mình hướng dẫn cho các bạn cách nuôi dáng Nubia cực kỳ đơn giản nha các bạn. Đây, đợt này thì anh Ú đã nâng cấp lên 2 kg dáng rồi nha. Chúng ta sẽ có 2 thùng. Các bạn có thể sẽ nuôi bằng xô cũng được, hoặc thùng nhựa 15 lít, 20 lít gì cũng được. Đấy, các bạn thấy dáng rất là nhiều nha. Dáng Nubia nuôi thì cũng đơn giản lắm, cứ bỏ cái nền, lót nền cho chỉ cho các bạn. Chúng ta sẽ xài cám gà, cám chim, nói chung là cám gì cũng được. Sau đó mình sẽ nuôi cho ăn trái cây, cho ăn rau. Mà cách bên mình làm thì tốt nhất là sẽ cho ăn rau thôi. Thì khi nó ăn sẽ bấy bá luôn, không còn cái gì sót nữa. Các bạn có thể dùng vỏ cam, vỏ bưởi, mít gì đó. Mà cái đó sẽ khó kiếm, rồi khi ăn xong thì chúng ta vẫn còn vỏ. Cũng có thể dùng táo cũng được nữa nha. Nếu bạn nào sang, nhà bạn nào có trái cây thì cứ bỏ vô. Đây chúng ta cứ rải như vậy, rồi lót cái vị trứng lên. Đấy, chúng ta là xếp xen kẽ cho rau vô. Là chúng ta sẽ được một xô dáng thôi nha các bạn. Vô cùng đơn giản. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chờ cho các bé này sinh sản thôi. Đó là nuôi dáng sinh sản. Còn nuôi dáng bán thì cũng đơn giản như trang vậy. Khách mua thì mình cho mình bán thôi. Các bạn nhớ là cách nước nha, không là kiến bu. Kiến mà bu rồi là thôi. Để nó vô nó sẽ cắn hết tất cả dáng, cho nên là chúng ta phải cách nước thôi. Đấy, các bạn có thể thấy là cái lót nền của chúng ta nè. Đây là cám nha, chứ không có gì bí mật về hết trơn á. Mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Các bạn nào mua dáng bên mình thì rất là đơn giản, ăn không hết, nuôi luôn, nuôi sinh sản luôn. Đấy, luôn hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều, không hề giấu nghề này nọ, rau củ đồ đầy đủ. Đây các bạn thấy, chúng ta kỹ nữa, chúng ta lật đến tận cùng dưới đáy luôn. Đấy, mình sẽ bỏ một lớp rau dưới luôn để chắc chắn là rải đều dưới nó có đồ ăn. Rau chiếu là để cấp nước, còn cám thì cũng là đồ ăn cho dán luôn nha các bạn. Đấy, chúng ta đang có là cái size tầm chung nha. Cái size này thì cá rồng, bò sát nè, rồng mút cũng đã ăn được rồi, rất là đơn giản. Để thấy ngoài ra thì bên này có dáng Madagascar cũng nuôi như vậy luôn. Em thấy chứ, đây đã có dáng tròn. Chúng ta cũng lót bằng cám luôn, không xài mấy khúc cây này, đẻ khá là nhiều nha các bạn. Bạn nào cần nuôi dáng Madagascar hay là gì ta, hay là dáng Nubia thì cũng đều có nha, tại shop là có sẵn. Ok, bạn nào thấy hay clip này thấy hay, nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bé Show nha các bạn. Có nhiều các clip hay về các bé thú cưng cũng như cách nuôi các bé. Đây, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.